Thèm cơm vợ nấu. Hôm nay nóng bức quá, xong việc rồi, hai đứa đi làm mấy vại bia cho mát nhé, rồi ăn cơm quán luôn. Tớ về ăn cơm nhà thôi, bị ghiền món canh cua, cà pháo của vợ rồi, không thiết tha gì đồ ăn bên ngoài cả. Chà chà, mấy món đó thì lúc nào ăn chả được, thỉnh thoảng phải đi ăn hàng cho thay đổi chứ. Ôi, đặc sản của vợ tớ đấy, ăn hàng thấy không ngon miệng. Thôi, tớ về đây. Anh về rồi ạ? Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm à? Ừ, anh đói quá. Chỉ mong hết giờ làm để về nhà ăn cơm vợ nấu. Anh vất vả quá. Ngày nào cũng đi làm từ sớm đến khuya mới về. Vất vả gì đâu. Em và con vui là anh mừng rồi. Anh vất vả, mà ngày nào cơm nước cũng chỉ thế này. Em... Không đâu, anh thấy rất ngon mà. Trời nóng thế này, được bát canh cua với cà pháo là tốn cơm lắm. Vả lại chúng ta cùng nhau cố gắng, sắp đủ tiền để mua một căn nhà mới rộng hơn, to đẹp hơn rồi. Anh đi làm về rồi đón con giúp em. Hai bố con về thì hâm thức ăn em để sẵn trong tủ lạnh nhé. Từ giờ em sẽ thường xuyên về muộn đấy. Sao thế? Em nhiều việc vậy à? Thì anh xem, kết thúc việc ở cơ quan là 5:30. Sau đó em đến lớp tập yoga. Tiếp đến là chăm sóc da ở spa. Phải đến 10:00 đêm mới xong xuôi được. Phải theo đều đặn thì mới có hiệu quả được anh à. Nhưng có phải ngày nào cũng đi spa đâu. Hôm nào không đến spa thì em đi học lớp trang điểm nữa mà. Em cũng có nhiều việc cá nhân chứ. Nhưng suốt ngày ăn thức ăn sẵn, chán lắm. Anh chịu khó nhé, em làm đẹp cũng vì anh mà. Tạm biệt anh yêu, em đi trước đây. Mẹ ơi, sao mẹ về muộn thế? Con đói lắm rồi, mẹ mau nấu cơm đi ạ. Mẹ tưởng hai bố con ăn ở ngoài rồi chứ. Mà sao con không bảo bố mua pizza hay là gà rán cho? Con không ăn bên ngoài đâu, chán lắm. Con thèm cơm mẹ nấu. Được rồi, chờ mẹ một lát là có cơm thôi. Yay, hôm nay được ăn cơm mẹ nấu rồi. Mời hai bố con ra ăn tối nào. Ôi, không có cơm ạ. Lại mấy món chế biến sẵn thế này, ăn chán lắm. Hai bố con chịu khó, hôm nay mẹ vội quá không kịp đi chợ. Nhà có gì dùng nấy thôi. Hai bố con ăn đi nhé, mẹ đi tắm rồi ngủ trước đây. Hôm nay mẹ mệt lắm. Anh đi làm về rồi à, mau vào ăn cơm. Hôm nay em mua nhiều đồ ở siêu thị lắm. Em ăn đi, anh không đói. Anh sao thế? Mấy hôm nay anh đều không ăn cơm ở nhà, hoặc viện cớ để bỏ bữa. Anh muốn em nấu cơm ở nhà. Em đã thu xếp công việc đi chợ nấu cơm cho anh. Vậy mà anh lại thờ ơ như thế. Có phải phụ công em lắm không? Anh không quen ăn mấy món chế biến sẵn, nuốt không trôi. Của một đống tiền đấy, người ta còn chẳng có mà ăn, anh lại còn chê. Cô Hương mới đi công tác về đó hả? Dạ không, đợt này em có đi đâu đâu. Mấy hôm tôi thấy chú Tuấn dẫn thằng bé nhà cô ra ăn cơm bình dân. Tôi lại cứ tưởng cô đi công tác. Dạ không, nhưng em hay có việc phải về muộn. Mà chị ơi, chị hay gặp nhà em ăn cơm ở quán bình dân à? Ừ, chú ấy bảo thèm bát canh cua với cà, thích đĩa cá kho tộ. Thấy hai bố con ăn cơm ở quán ngon lành lắm. Quán đấy họ nấu nướng đơn giản mà đông khách. Tôi nhìn hai bố con chú ấy ăn ngon, cũng mua về ăn vài bữa. Đàn ông đúng là giống nhau. Ông chồng tôi cũng thế, chỉ thích vợ nấu mấy món dân dã, canh cua, cà pháo. Em tưởng chị vẫn hay nấu cho anh nhà, sao phải ra quán mua làm gì? Cũng chỉ vì chuyện cậu em trai tôi, nhà cửa lục đục.
Mấy hôm nay tôi cũng phải đến hòa giải mấy chuyện gia đình nên chẳng nấu cơm cho ông nhà tôi được. Em trai chị ư? Anh Kiên ấy ạ? Thì đấy, nó có cô vợ làm giám đốc, xinh đẹp, kiếm tiền giỏi không ai bằng. Ấy vậy mà nó vẫn bỏ vợ giám đốc để đi lấy một cô tạp vụ kém về nhan sắc lẫn tài năng đấy. Sao lại thế được? Thì cô vợ cứ mãi mê với công việc, không quan tâm chăm sóc gia đình, bếp núc có thì cũng lạnh tanh. Còn cô tạp vụ kia biết chăm sóc vun vén gia đình, cơm dẻo canh ngọt lúc nào cũng sẵn sàng. Em trai tôi nói chỉ cần có thế thôi, một gia đình thật sự. Hóa ra là như vậy. Đúng là đường vào trái tim đàn ông qua dạ dày cô ạ. Mà cô em dâu tôi á thì cứ lao vào công việc như con thiêu thân ấy. Giá mà nó dành chút thời gian chăm sóc chồng nhiều hơn thì đâu đến nỗi. Ngày xưa chúng nó yêu nhau lắm. Dạ đúng rồi chị. Thôi chị về nhé. Dạ chào chị. Từ bao giờ mình đã quên đi điều quan trọng nhất đối với gia đình mình? Có lẽ mình phải chuyển lịch học yoga vào các buổi trưa thôi. Buổi tối là lúc dành cho gia đình. Chà, thơm quá. Mùi gì đó rất thân quen. Mẹ đúng là số 1. Mẹ làm những món này là ngon nhất đấy. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Chỉ là một bữa cơm gia đình thôi mà. Từ giờ nhà mình sẽ không để thiếu những bữa cơm như thế này nữa nhé. Ừ, thôi cả nhà vào ăn cơm thôi. Dạ vâng ạ. Nụ cười em tươi đẹp. Đến giờ uống thuốc rồi cháu bé. Con y tá ơi, có phải cháu ngoan chăm chỉ uống thuốc thì sẽ mau khỏi bệnh không? Phải rồi, cháu cứ chăm chỉ uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi thôi mà. Cháu uống hết rồi. Giỏi lắm. Ồ, chào bác sĩ. Hôm nay cậu bé thế nào? Dạ thưa bác sĩ, hôm nay cậu bé có vẻ khá hơn, vừa uống thuốc rồi. Tội nghiệp thằng bé, nó mới có 10 tuổi. Tại sao ông trời lại nỡ để một đứa trẻ đáng yêu mắc căn bệnh ung thư máu quái ác ấy? Hôm nay cháu thấy sao rồi? Cháu khỏe bà ơi, cháu chăm chỉ uống thuốc lắm. Có phải cháu ngoan thì bệnh sẽ nhanh khỏi không? Cháu sẽ được về nhà với bà. Phải, cháu yêu của bà là cậu bé ngoan, nhất định cháu sẽ khỏi bệnh. Bây giờ cháu ở đây nha, bà đi kiếm tiền chữa bệnh cho cháu. Dạ, cháu sẽ ngoan, bà nhanh quay lại nha. Chào cậu bé, cháu đang đọc sách à? Cháu chào bác sĩ ạ. Cháu đang đọc bài. Từ lúc vào viện phải nghỉ học, cháu đang tranh thủ ôn bài, kiểu sau khi học không theo kịp các bạn. Vậy à, cháu ngoan quá. Hôm nay bà không vào với cháu à? Dạ, bà cháu bận kiếm tiền chữa bệnh cho cháu nên vào muộn ạ. Cháu nhất định sẽ học thật giỏi để sau này chăm sóc cho bà. Thế bố mẹ cháu đâu? Bố mẹ cháu mất cả rồi. Vậy sau này cháu muốn làm gì? Cháu muốn trở thành người có ích cho xã hội, giúp đỡ được nhiều người khác giống như bác sĩ vậy. Một ước mơ thật đáng quý. Cháu sẽ khỏi bệnh thật nhanh phải không ạ? Ừ. 3 tháng sau. Cháu tôi, ôi cháu của tôi. Tôi xin lỗi. Bác sĩ đừng khóc. Bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi. Cháu biết mình mắc bệnh nan y. Bố mẹ cháu cũng đã mất vì căn bệnh này. Cháu biết bệnh của mình ư? Vậy mà cháu vẫn luôn tươi cười, lạc quan, không than phiền hay khóc lóc một tiếng. Ôi, một cô bé dũng cảm và đầy nghị lực.
Cháu cảm ơn vì bác sĩ đã luôn ở bên cháu. Không, ta mới phải cảm ơn cháu. Chính cháu đã cho ta thêm nghị lực, thêm ý chí để sống và cống hiến nhiều hơn. Cháu đã thực hiện được nguyện ước của mình là có thể giúp đỡ người khác. Thực sự cảm ơn cháu. Thật thế ư? Phải, cháu là một cậu bé đáng để tất cả chúng ta khâm phục. Đúng là một cậu bé phi thường. Cháu luôn sống mãi trong tâm trí của ta. Nguyệt Phi đánh ghen. Thái tử cầm quân đi đánh giặc đã một tháng trời, không có tin tức gì rồi. Ta lo quá. Nguyệt Phi nương nương. Nương nương, thái tử gia. Thái tử gia đã trở về rồi. Thật thế sao? Người đã trở về rồi ư? Mau giúp ta chuẩn bị, ta phải đến gặp người mới được. Dạ, thái tử đang yết kiến hoàng thượng. Nhưng... Nhưng sao? Có chuyện gì mà ngươi ấp úng thế? Thái tử bị thương sao? Dạ không thưa nương nương, thái tử đã thắng trận trở về. Nhưng người mang theo về một cô nương rất xinh đẹp, hình như định lập cô ta làm thiếp. Cái gì? Một cô nương xinh đẹp ư? Thưa Nguyệt Phi, thái tử truyền lệnh, ngài đang bận làm sớ tấu trình lên hoàng thượng, nên không thể tiếp đón nương nương được. Mời nương nương hồi cung. Cái gì? Thái tử không tiếp ta ư? Sớ chương gì chứ? Chắc lại đang ở với con hồ ly kia, nên không muốn gặp ta đây mà. Nương nương bớt giận, biết đâu thái tử bận việc thật thì sao? Bình thường đi đâu xa về là thái tử tìm đến gặp ta ngay rồi mới giải quyết công việc. Lần này đi hẳn một tháng, đã thế còn không chịu gặp ta, chắc chắn là bị con hồ ly hớp hồn rồi. Nương nương đừng buồn, để nô tỳ đi thám thính giúp nương nương xem cô gái đó là ai. Người mau đi đi. Vâng thưa nương nương. Sao lâu về thế nhỉ? Đã mấy canh giờ rồi? Nương nương, nô tỳ đã thám thính được rồi. Mau nói cho ta biết xem nào. Nô tỳ đã phải dò la đám cận vệ của thái tử mới biết được rất nhiều chuyện. Khi thái tử đi dẹp loạn ở nước Đông, vua Đông không những đầu hàng mà còn đem dâng con gái là Lý Ngọc Hoàng tặng cho thái tử để tỏ lòng cảm phục. Nghe nói Ngọc Hoàng vô cùng xinh đẹp, năm nay mới 18 tuổi. Thái tử vừa nhìn đã say đắm, trên đường từ nước Đông trở về, không ngày nào thái tử rời mắt khỏi cô ta. Có chuyện đó thật sao? Nô tỳ còn nghe được một chuyện, rằng thái tử có ý định lập cô ta làm thái tử phi. Nếu như vậy, sau này chắc chắn cô ta sẽ trở thành hoàng hậu. Còn nương nương thì... Không thể có chuyện đó được. Ta được đích thân hoàng thượng ban hôn. Nếu có lập thì chỉ có ta mới xứng đáng là thái tử phi. Cô ta chỉ là một tiểu thiếp thôi. Nhưng cô ta rất được thái tử sủng ái. Trước sau gì thái tử cũng lên ngôi. Người muốn lập ai chẳng được. Không, ta không thể để cô ta qua mặt được. Ta phải đến gặp cô ta, xem cô ta lợi hại thế nào mới được. Nương nương cẩn thận. Bây giờ cô ta nói gì thái tử cũng nghe theo. Không chừng cô ta sẽ hại lại nương nương đấy. Người yên tâm, ta biết nên làm thế nào. Công chúa, nguy rồi. Có chuyện gì vậy? Vương phi của thái tử đang ở ngoài kia. Bà ấy muốn gặp công chúa để hỏi chuyện. Trông bà ta đằng đằng sát khí. Chắc vì chuyện thái tử sẽ lập người làm thiếp. Công chúa hãy cẩn thận. Có cần báo với thái tử không ạ? Không cần, hãy cứ để bà ấy vào. Ngọc Hoàng tham kiến Nguyệt Phi nương nương. Chúc nương nương cát tường. Quả là xinh đẹp tuyệt trần. Thảo nào ngươi cũng biết lễ nghĩa nhỉ? Thế sao không đến diện kiến mà để đích thân bổn cung đến chào ngươi là sao? Ngọc Hoàng mới từ nước khác đến nên không thuộc đường lối trong cung. Hơn nữa chưa được lệnh của thái tử nên Ngọc Hoàng không dám đi đâu. Mong nương nương thứ lỗi. Ngươi đừng ngụy biện, dám quyến rũ thái tử à? Ngươi có âm mưu gì? Nói. Dừng lại. Ngươi định đi đâu? Đây là chuyện của ta với Nguyệt Phi, không được kinh động đến thái tử. Cũng có nghĩa khí đấy. Vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không ai biết. Dám sang đây tranh giành quyền lực với ta ư? Ngươi chưa đủ tuổi.
Ngọc Hoàng xấu số, phải lưu lạc tới nơi đất khách quê người làm vật tế phẩm, chỉ mong đất nước được hòa bình, chứ không có tham vọng gì cao sang. Được chết dưới tay của Nguyệt Phi là vinh dự của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng chết không tiếc, chỉ lo cho số phận nước nhà, sợ thái tử nổi giận thì vua cha và đất nước sẽ không tránh khỏi thương vong. Nguyệt Phi là người con gái xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, chắc chắn sau này sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Điều này từ lâu đã khắc sâu trong lòng thái tử. Hy vọng người sẽ không làm chuyện gì dại dột khiến thái tử phải thay đổi suy nghĩ. Ngọc Hoàng đi trước đây. Tại sao ngươi không kêu ầm lên là ta muốn giết ngươi? Thái tử sủng ái ngươi như thế, chắc chắn sẽ trị tội ta. Tại sao ngươi lại tự tốn và bình tĩnh đến thế? Ngươi không sợ chết sao? Đời người ai chẳng chết một lần. Nếu Ngọc Hoàng không tự tốn mà tỏ vẻ gay gắt, liệu Nguyệt Phi có trở lại bình tĩnh được không? Ngọc Hoàng làm thế cũng chỉ để bảo vệ tính mạng cho mình và cho cả Nguyệt Phi nữa. Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao thái tử lại yêu mến ngươi đến thế. Đến ta cũng không thể cầm lòng được trước vẻ nhu mì của ngươi. Ta thật đáng xấu hổ. Điều lớn nhất Ngọc Hoàng học được ở đời là chữ nhẫn, bình tĩnh, tự tốn trong mọi chuyện là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Nóng nảy chỉ tổ hại mình, hại người. Ngọc Hoàng chỉ muốn là chị em tốt của Nguyệt Phi, cùng nhau chăm sóc thái tử và chăm lo cho đất nước. Ta hiểu rồi, cảm ơn em. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.